Đức đã trải qua một trận đấu khó tin khi họ gặp thất bại trước Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2022. Trận đấu này đã là thất bại thứ 3 liên tiếp cho Đức, kéo dài chuỗi trận không thắng lên 5 trận. Trước trận thua Nhật Bản vào ngày 9 tháng 9, đoàn quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick đã liên tiếp thua Bỉ 2-3, hòa Ukraine 3-3, thua Ba Lan 0-1 và thua Colombia 0-2. Đây là lần thứ 5 kể từ tháng 3 năm 2023 mà Đức không có chiến thắng. Trên sân Volkswagen Arena hôm 9 tháng 9, Đức đã thi đấu thảm họa hơn chính họ. Mà DPI rằng họ kiểm soát bóng 68%, nhưng chỉ có 11 pha dứt điểm và chỉ 3 trong số đó trúng đích, trong khi Nhật Bản đã có 14 cơ hội dứt điểm và 11 trong số đó trúng đích. Nhật Bản đã mở tỷ số ở phút 11 khi Junya Ito ghi bàn sau một pha kiến tạo từ Yukinari Sugawara. Đức nhanh chóng gỡ hòa ở phút 19 sau một pha kết hợp đẹp mắt kết thúc bằng cú sút của Leroy Sane. Tuy nhiên, Đức không thể duy trì sự bùng nổ và phút 22, Nhật Bản đã ghi bàn thứ hai sau pha kiến tạo không tốt từ Junya Ito. Những phút cuối trận, Nhật Bản ghi thêm hai bàn nữa, đặt dấu chấm hết cho một trận đấu mà Đức muốn quên đi nhanh chóng.